Nếu bạn là fan hâm mộ của Deadpool, bạn sẽ không thể nào bỏ qua bộ phim hài hước vui nhộn này. Tên của bộ phim chính là Phờ g Nào hãy cùng mình thưởng thức nhé. Câu chuyện mở đầu, Gai là một anh chàng nhân viên ngân hàng chăm chỉ. Anh chàng luôn có một lối sống nề nếp khuôn mẫu, ngày nào cũng như ngày nào, thói quen sinh hoạt và làm việc cũng không thay đổi. Trong tủ đồ của anh cũng chỉ có một kiểu duy nhất. Sau khi thưởng thức xong bữa sáng, anh chàng sẽ đi đến quán cà phê quen thuộc và điều kỳ lạ là mọi người ở đây ai cũng thấy yêu thích loại cà phê đặc biệt này. Đến nơi làm việc, khi đang trò chuyện với đồng nghiệp, xuất hiện hai tên vào cướp ngân hàng mọi người ở đây dường như cảm thấy rất quen thuộc với điều này hai người còn chẳng cảm thấy hoảng sợ vẫn thoải mái buôn chuyện như bình thường rồi một ngày khi đang trên đường về nhà anh bỗng nhiên bị hấp hồn bởi một cô gái xinh đẹp rõ ràng là anh đã trúng tiếng xét ái tình rồi khi đang định đi tỏ tình với cô ấy anh đồng nghiệp ngăn lại họ là những người đeo kính mắt đó nhưng rõ ràng gãi chẳng để tâm anh muốn thử một lần khi sắp đuổi kịp cô gái trong mơ đột nhiên anh bị chiếc tàu đi ngang qua ngăn cản hôm sau tỉnh dậy anh lại duy trì thói quen như thường ngày đến quán cà phê thân quen lúc anh định thay đổi khẩu vị anh muốn thử một ly cappuccino người phục vụ ngơ ngác không hiểu gì mọi người trong quán thì nhìn chằm chằm như thể anh vừa gây ra điều gì đó vô cùng xấu xa vậy rồi ngân hàng hôm nay lại tiếp tục bị cướp một lần nữa và mọi người khi đang tránh tên cướp đột nhiên lúc này anh chàng gai lại nhìn thấy cô nàng trong mơ của mình đồng nghiệp của anh một lần nữa can ngăn chúng ta không nên dính dáng đến những người đeo kính những gái lại vô tư nói rằng có lẽ mình cũng cần có một chiếc kính như vậy thế là anh mạnh dạn trèo qua nói rằng mình muốn mượn chiếc kính của tên cướp đằng sau tên cướp hóa ra là một cô nhóc đang chơi trò chơi điện tử nhập vai gai lại ngay lập tức bị đánh cho một trận nhưng vì mong muốn đến chỗ cờ rớt anh trở nên quyết tâm hơn cuối cùng đoạt lấy chiếc kính của tên cướp sau đó gai nhanh chóng chạy ra ngoài đuổi theo cô gái khi vừa đeo thử chiếc kính thế giới dường như đã thay đổi anh hoảng hồn vì sự khác biệt kỳ lạ này rõ ràng nếu không đeo kính thì không có gì nhưng đeo vào thì lại là một bình máu thế là anh tò mò chạm thử vào cơ thể bỗng trở nên sảng khoái lạ thường một người chơi sau khi bay lượn trên trời ngã xuống đất và chết những biểu tượng tiền vừa rớt ra Cai tiến tới chạm lấy anh ngạc nhiên phát hiện tài khoản của mình đã tăng lên đáng kể ngay lập tức anh liền đi tới cây ATM kiểm tra, quả thực là tiền đã vào tài khoản của mình rồi. Hóa ra anh chàng gai của chúng ta là một nhân vật trong trò chơi được nhà phát hành thiết kế, chỉ là một NPC mà thôi. Đội ngũ phát triển game cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tại sao một NPC lại có thể làm những điều này? Bọn họ nghĩ rằng một người chơi nào đó đã sử dụng trang phục của một NPC. Trong khi đó, anh chàng gai lại vừa sắm đôi giày mà mình đã thích từ lâu, rồi từ từ bước đến chỗ lần cuối nhìn thấy cờ rớt. Đúng lúc này, hai người trong đội phát triển game xuất hiện, họ hóa thân thành những người cảnh sát tiến đến họ yêu cầu anh phải cởi bỏ trang phục của NPC ra, nhưng gãi lại chẳng hề hiểu hai người nói gì. Họ lại đe dọa nếu anh không làm theo, họ sẽ giết anh không thương tiếc. Anh cảm thấy vô cùng bối rối, chưa kịp giải thích gì thì lại phải bỏ trốn. Truy đuổi đến công trường, hai vị cảnh sát liền rút súng ra hỏng tiêu diệt gai. Anh chàng hoảng loạn ôm đầu chạy trốn. Lúc này phát hiện ra chiếc giày mới mua có tính năng đặc biệt, vừa nhấn vào một cái liền bay lên rất cao, còn bị đâm vào cột nhà nữa chứ. Hẳn là anh vẫn chưa quen với đôi giày mới này, sau đó vẫn bị dí tới nơi rồi, gai lại nhảy một lần nữa, trốn thật ra khỏi hai vị cảnh sát lúc này thấy trước mắt anh là một bảng hiệu đầy lối thoát anh nhanh chóng chạy đi cảnh sát xả súng tới tấp. anh chuẩn bị nhảy đi nhưng anh nắm trượt mất rồi tưởng chừng sắp chết đến nơi anh lại sử dụng đồ vật trong game may mắn thoát nạn thành công khi anh chàng còn đang ăn mừng thì đột nhiên chiếc xe cảnh sát lao đến đâm anh bay đi chuyển cảnh đến đời thực mili và ki từng là những người đồng sáng lập ra trò chơi nhưng giờ đây trò chơi của họ đã bị mua lại bởi an quan và ki thì trở thành nhân viên của ông ta trong khi đó mili luôn cho rằng ông ta đã lấy cắp hết mọi thứ của bọn họ thậm chí còn bỏ qua họ trong danh sách người sáng tạo. Billy luôn tin rằng chứng cứ ông ta ăn cắp vẫn còn ở trong trò chơi. Cô hy vọng Ki sẽ giúp cô, nhưng anh chỉ có thể từ chối. Ở thế giới trong game, Kai vừa tỉnh dậy, nhưng hôm nay anh đã thay đổi, không còn chọn chiếc áo đồng phục quen thuộc nữa. Billy thì cũng vừa đăng nhập vào game, cô tiến đến nơi chứa chứng cứ quan trọng của mình. Khi đang thám tính tình hình, Kai đột nhiên xuất hiện đằng sau cô, khiến cô giật mình vật ngã anh ra. Hóa ra anh chàng đã theo cô lúc nào không hay. Những lúc này bọn họ cũng bị đám bảo vệ phát hiện, liên tục tấn công tới. Billy tạo một cánh cổng dịch chuyển rồi bỏ trốn. Gai đi theo cô gái đến một container. Nơi đây hóa ra lại là nhà của Milly Cô nói rằng nếu muốn làm được điều gì, thì ít ra anh phải lên được cấp trước đã. Cô ấy đã lên cấp 195 rồi, trong khi đó Gai mới chỉ cấp một mà thôi. Anh chàng tỏ ra kháng ở ngay. Cô lại nói anh có thể làm rất nhiều nhiệm vụ để có thể lên cấp. Và đến khi nào lên được level vào 100 đi rồi hãng tính. Hôm sau Gai bắt đầu hành trình lên cấp của mình. Xung quanh anh chàng toàn là những kẻ cướp bóc, phá hoại. Anh đi đến một nhóm cướp, định đánh trả hắn ta nhưng rõ ràng giờ anh vẫn còn quá yếu thế là anh đã bị hạ gục một lần nữa di xét anh tỉnh dậy tại căn hộ của mình ra giữa đường anh bị một tên ném bom định đáp trả hắn thì lại bị xe tải dội lại đúng là chúa hề mà nhưng anh vẫn vô cùng quyết tâm bắt đầu từ việc tóm tên cướp trong cửa hàng sách dần dần cấp độ của anh cũng đã lên rồi cư dân mạng cũng phát sốt lên vì hiện tượng mới nổi này một anh chàng luôn giúp đỡ tất cả mọi người rồi gai cũng quay trở lại chỗ đám cướp ngày trước nhưng giờ anh đã khác trước lắm rồi dễ dàng hạ gục tên cướp cô gái đánh đá cũng bị anh dần cho một trận cấp độ của anh giờ đã là 102 rồi. Trong khi đó, Milly thì đang cầu cứu kỳ. cô muốn đột nhập căn biệt thự kia một lần nữa. Thì đã giúp cô mở khóa tầng hầm và đến bên trong, cô cũng đã tìm được video chứng cứ. Khi chuẩn bị rời đi thì đám bảo vệ bỗng xuất hiện, chúng liên tục xả đạn đến chỗ Milly. Đúng lúc này gai lái xe máy bay vào đây, dùng chiếc xe cắn ngã đám bảo vệ. Lúc này bỗng xuất hiện thêm rất nhiều bảo vệ cấp cao, hai người đã cùng nhau phối hợp hạ gục bọn chúng. Gai lấy xe máy chuẩn bị phóng đi, còn Milly thì vô cùng ngầu lòi nhảy lên xe, sau đó còn dùng súng bắn đám bảo vệ mới. Cuối cùng gai lái xe bỏ trốn. Đúng lúc này, khi tìm đến nhà của Milly, anh nói rằng, thực sự Anwan đã đánh cắp trò chơi của bọn họ, nơi mà nhân vật trong game có thể thay đổi, phát triển và có những cảm xúc thật. Và giờ đây anh cũng nhận ra rằng, anh chàng gai không phải là một người chơi trong trang phục NPC, anh ta là một nhân vật với trí tuệ nhân tạo. Nhưng có điều, Anwan sắp tung ra phần 2 của trò chơi và tất cả những nhân vật cũ sẽ bị xóa bỏ. Mọi dấu vết và bằng chứng cũng sẽ tan biến. Bọn họ phải ngay lập tức tìm được nó trước khi trò chơi kia ra mắt. Hôm sau Mili gặp lại gai cô dẫn anh đến khu vực chỉ dành cho những người chơi rồi Millie bắt đầu giải thích với anh thế giới này thực ra chỉ là một trò chơi mà thôi Cai nhận ra sự thật kinh hoàng rằng anh không phải là người chơi anh thậm chí chỉ là một nhân vật phụ trong trò chơi mà thôi anh cảm thấy vô cùng khó khăn để chấp nhận sự thật này cai chạy ra ngoài bãi biển nhưng viên gạch anh đáp lại biến mất vào hư vô rồi anh tìm đến người đồng nghiệp của mình tâm sự cai nhận ra rằng dù ở trong game thì anh vẫn có những cảm xúc thật sự sau đó anh cùng đồng nghiệp của mình tìm đến căn biệt thự kia nhưng chủ nhân của nơi này đột nhiên xuất hiện càng ngạc nhiên hơn anh chàng đó lại là một fan hâm mộ của gai anh ta ngay lập tức đưa cho anh đoạn video mà anh cần sau đó gai tìm đến chỗ của milly anh đưa cho cô đoạn video anh tìm được ở ngoài thế giới thực an đang rất tức giận anh chàng gai này vì anh ta mà doanh số bán hàng phần hai bị giảm sút ông ta muốn khởi động lại hệ thống xóa bỏ mọi tiềm thức của nhân vật kia trong khi đó gai và milly đến nơi dành cho người chơi sau khi xem xong video cô nhận ra đó chính là bằng chứng trò chơi của mình bị đánh cắp nhưng đúng lúc này trò chơi cũng bị khởi động lại mọi người chơi bị đẩy ra ngoài môi trường xung quanh dần tan biến Gai lại trở về với cuộc sống thông thường như một NPC. Millie tìm đến chỗ của anh, nhưng đáng tiếc là lúc này anh đã bị mất trí nhớ rồi. Tưởng chừng mọi hy vọng đã mất hết. Lúc này, Gai lại nói với Millie rằng việc khởi động hệ thống không xóa đi hoàn toàn trí nhớ của nhân vật, và theo anh thì chính Millie sẽ là người giúp Gai nhớ lại tất cả. Thế là Millie lại tìm đến chỗ Gai, trao cho anh một nụ hôn nồng thắm, và anh cũng đã nhớ lại tất cả. Rồi anh bắt đầu kêu gọi tất cả NPC khác lại, rằng họ có thể thay đổi, có những cảm xúc của riêng mình. Mọi người đều cảm thấy lời anh nói rất có lý sau đó gai bắt đầu trao đổi kế hoạch với bọn họ những người chơi trong game cảm thấy vô cùng trống vắng họ không còn thấy xuất hiện bất kỳ npc nào nữa những người chơi nổi tiếng bắt đầu đặt ra nghi vấn phải chăng npc thực chất là những nhân vật với trí tuệ nhân tạo an quan tức giận ra lệnh giết gai và mili trong game hai người phải gặp vô số chứng ngại vật tưởng chừng như tòa nhà sắp ép chết bọn họ rồi lúc này kỳ lại giúp đỡ họ từ xa hai người thành công thoát khỏi đây sau đó trước khi bị đuổi việc anh cũng đã tạo ra con đường giúp hai người tìm ra bí ẩn bị che giấu an quan lại ra lệnh ngắt kết nối tất cả người chơi vậy là gai sẽ phải tự mình thực hiện nhiệm vụ lần này may mắn là ki cũng lén phát sóng trò chơi lên cho mọi người xem rồi một nhân vật khác cũng đã được đưa vào tên của hắn là đúc vừa xuất hiện liền cho gai một cú đấm thật kỳ là anh ta có khuôn mặt y hệt với anh gai bị đánh cho một trận như tử khi tên đúc kia chuẩn bị ra cú hạ màn gai lập tức lấy từ trong kho đồ của mình chiếc khiên của captain america khiến đội trưởng roger cũng phải giật mình đằng sau chiếc kiên lại là cánh tay của húc anh đấm một phát khiến hắn bị văng đi xa với đồng vũ khí của mình gai đã áp đảo được tên đúc kia nhưng khi đang định dùng cánh cổng dịch chuyển, tên đúc kia cũng đã nhảy sang, hắn ghi chặt lên người anh, gai liền lấy chiếc kính của mình cho hắn ta đeo, hắn tỏ ra rất ngạc nhiên với mọi thứ xung quanh mình, như biến trở thành một đứa trẻ mới được chơi game, đi thu thập những ai từng bắt mắt. An Hoan tức giận đi đến chỗ hệ thống, hắn ta dùng dìu phá hủy nó. Thế giới trong game cứ thế mà dần sụp đổ, nhưng cuối cùng Gai cũng đã qua được cây cầu, đến với thế giới nguyên bản, đó chính là trò chơi do Milly và Ki cùng tạo ra. An Hoan cuối cùng cũng đã bị bắt vì tội ăn cắp bản quyền mọi người cũng vẫn rất vui vẻ tận hưởng phiên bản gốc của trò chơi bộ phim đến đây là hết rồi tạm biệt và hẹn gặp lại ở video lần sau